Quang Vũ xin kính chào các anh chị các bạn. Hiện tại Quang Vũ đang đứng ở trước cái siêu thị Vincom. Đây là siêu thị Vincom. Một cái không khí mà mọi người đi mua sắm rất là tấp nập. Đấy. Còn ngoài đường thì kẹt xe. Xe rất là đông. Đây. Đi thấy ngay ngã tư Võ Thị Sáu và đường Phạm Văn Thuận. Thế gần từ hôm nay là ngày 23 tháng 12, còn có một ngày nữa là tới Noel rồi. Cái không khí Noel bây giờ cuối tuần rồi, cũng tranh thủ đi coi đèn, đi mua sắm để chuẩn bị cho lễ Noel. Các hướng đều đổ về ngay giống ngã tư này, giống như ngã tư chính đường Phạm Văn Thuận, thì từ thành phố, từ vòng xoay Tam Hiệp đi vào thành phố Biên Hòa, còn đường Võ Thị Sáu thì từ Biên Hòa đi về cái khu vực còn phía ngoài phố Nai rồi. Cây thông Noel ở trước cái siêu thị Vincom, một cái fan rất là to, mình nghĩ chắc nó quay hơn 10 mét. Mọi người tranh thủ đứng dưới đó chụp hình rất là nhiều. Đây là đó, bán những con bóng hình ông già Noel đó kìa. Nhìn cái không khí này mình cũng rất là nôn nao. Đây là trước cái cửa mà siêu thị Vincom này các anh chị các bạn. Ở đây là ngã tư Phạm Văn Thuận, Võ Thị Sáu đây. Thank you.
rồi cái video của Vũ tới đây cũng kết thúc. Cảm ơn các chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé.